Chào các bạn, chào buổi tối nha các bạn. Chuẩn bị xe để sáng cho các anh em tài xế trong nhà xe đi. Cho nó phụ cái kia xuống. Đúng rồi. Cái đó với cái đồng hồ điện tử vàng á. Cái đó chuẩn này mày ơi, nó đo hoài mà. Nhiều cái rồi. Có không biết mấy giờ? Phải rồi, giờ mà thấy non mà. Có lại hai chiếc mấy giờ này có chiếc mấy giờ luôn. Ở xe này mới đi đổ về bao nhiêu tiền xăng vậy? 8 chị. Đã 1.000. Chiếc 7 này tối đi Cần Thơ. Còn chiếc 16 thì sáng cũng đi Cần Thơ luôn. Hôm nay mình sẽ khui thùng vỉ để đi Thái Lan Hà Nam. Quay từ đầu cái đích nha, đến phút đếm luôn nha. Mình chơi nha, chơi lớn luôn nè. Đây. Cái này đi Thái Dúi. À, quỷ đi Thái Lan nè. Này Thái Dúi chứ Thái Lan cái gì? Thôi nến đi, giờ không có nợ bỏ gì hết chứ. Đi đi, đập đây. Nến đi, đập đây. Đó. Cho mình kiểm kê tài sản. Tổng thiệt hại. Đã không vừa tay tầm mấy được đây. Thứ hai là cây lớn nhất thôi. Đúng, nhọn, tròn, nhọn. Cái gì vừa? Gì vừa? Rồi pha lập để giờ bữa đó lập cúp. Lập luôn, cúp bông luôn, cúp cái hồng luôn đấy. Giờ bữa lập cúp rồi ta bỏ cúp bự. Thôi nó đi đây, mình muốn chở hàng. Quá là đi bây giờ bữa lập cúp.
Này là đủ đi Thái Lan rồi anh em. 2 ngàn, 2 ngàn. Hai ngàn, ngàn bốn bốn. Chung mấy? Được 1.010.000, 1.012.000. Trung tâm 1.100, nó 2.000. Vậy là không có đủ mà đi Thái Lan, mà đi đủ Việt Thái. Mai đi bắt trai vào đầu vô đi. Đi mấy cái nó không. Càng gì? Ghế. Ghế nào? Ghế này nè. Nó không bật lên vậy được á. Xịt vô lò xo ở dưới luôn. Cái này dọn chỉ nó dọn lấy còi xịt gió xịt nó dưới đó đó anh Chúc. Ờ bụi bên này nhóc. Rồi nó đổ hết bụi. Lộn mới chạy về đó mới được. Chiếc bạc này đậu ngoài đây, phía đi trước.
căng vỏ lại luôn. Dạ, lên giá thôi mày.